Chào mọi người, mình là Thanh Mục 983 Vlog đây. Mình quay vài cảnh nước lũ dâng cao ở quê mình đấy cho mọi người cùng xem. Hồi sáng nay mọi người, nước lên rất là nhanh. Mưa tầm tạ, nước cũng lên rất là nhanh mọi người ạ. Nước lên chứ không xuống. Đường đi lục hết mọi người ạ. Những ngôi nhà cũng lục hết mọi người ạ. Đây mọi người, cảnh đông mấy ngày trước mình hay ra làm video bắt chuột, bây giờ chìm sâu trong nước lũ mọi người. Nhiều xóm làng chia cắt, giao thông rất là cản trở mọi người. Trong kia là cảnh đông thanh lam đó mọi người, xe đang chạy đó mọi người. Đây là đường làng quê mình mọi người. Mình phải đi tìm những cái đường cao nhất để mà đi làm mọi người. Nước lên rất là cao giữa sông mọi người. Mưa tầm tạ luôn mọi người. Có thể lục này đạt mức cao hơn so với năm 1999 mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.